Tân Cương, Trung Quốc, nơi có mỹ nhân đẹp nhất châu Á. Nhắc đến Tân Cương, mọi người hẳn sẽ nhớ ngay đến cảnh đẹp tựa bồng lai tiên cảnh và những mỹ nhân đẹp say đắm lòng người như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Chát hay Cáp Ni Khắc Tư. Thế nhưng đẹp thường đi đôi với độc. Tân Cương cũng nổi tiếng với những bí ẩn rùng rợn chưa có lời giải đáp và những lãnh địa chết chóc một đi không trở lại. Đã có rất nhiều người bỏ mạng tại nơi đây. Vì sao cùng là Trung Quốc mà người Tân Cương, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ lại có nét đẹp đậm chất Tây? Những lãnh địa chết chóc tại Tân Cương từ đâu mà hình thành? Chúng gắn với những sự tích nào? Cùng xem video ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé! Một, vị trí địa lý dân cư. Tân Cương là một khu tự trị thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khu tự trị Tân Cương Trung Quốc được chia tách bởi dãy núi Thiên Sơn thành hai bồn địa lớn là bồn địa Zhangjiakou ở phía Bắc và bồn địa Tarim ở phía Nam. Tân Cương có vùng biên giới giáp Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Thành phố Tân Cương Trung Quốc có thủ phủ là Ô Lỗ Mộc Tề ở Nam Cương, vùng đất của dân tộc Duy Ngô Nhĩ sinh sống. Dân số của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là khoảng 25,89 triệu người, theo ước tính năm 2021. Đây là khu tự trị đông dân nhất Trung Quốc, nhưng do diện tích quá rộng lớn nên mật độ dân số chỉ là 16 người trên mỗi km vuông. Người Duy Ngô Nhĩ là nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất ở Tân Cương, chiếm khoảng 45% dân số. Các nhóm dân tộc thiểu số khác bao gồm người Kazakh, người Uyghur, người Kyrgyz và người Tajik. Dân số của Tân Cương đang tăng với tốc độ nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 2,5%. Tăng trưởng dân số chủ yếu là do di cư của người Hán vào khu vực. Diện tích của Tân Cương lên đến 1,6 triệu km2, chiếm 1/6 diện tích toàn Trung Quốc, nhưng chỉ có khoảng 4,3% diện tích đất đai thích hợp cho con người cư trú. Một điều thú vị cho những ai chưa biết, Tân Cương là nơi duy nhất tại Trung Quốc không được free ship. Từ Ô Lỗ Mộc Tề tới Ca Thập, tương đương với từ Tây An tới Thâm Quyến, từ Cáp Mật tới Kasga, tương đương với từ Thành Đô tới Hàng Châu, từ A Lạc Thái tới Hòa Điền, tương đương với từ Bắc Kinh tới Quảng Châu. Để cho các bạn dễ tưởng tượng về độ rộng lớn của Tân Cương, thì chúng ta có thể sử dụng công thức Tân Cương bằng Bắc Kinh cộng Thượng Hải cộng Hà Nam cộng Hà Bắc cộng Sơn Tây cộng Quảng Đông cộng Hải Nam cộng Giang Tô cộng An Huy cộng Chiết Giang và cộng với Hồ Nam. Nếu được free ship thì chắc chắn không có shipper nào dám nhận đơn giao đến khu vực này. 2. Sự khác biệt giữa Bắc Cương và Nam Cương. Tân Cương được phân chia thành Bắc Cương và Nam Cương. Hai vùng này khác nhau rõ rệt về điều kiện sống và văn hóa. Bắc Cương có những ngọn núi tuyết hùng vĩ, cùng những cánh rừng bạch dương ngút ngàn bên mặt hồ nước trong vắt như gương. Người dân sinh sống chủ yếu ở Bắc Cương là dân du mục Hasake. Nhắc đến cảnh đẹp phía Bắc Tân Cương, không thể không nhắc đến khu bảo tồn thiên nhiên Khanat nằm ở dãy núi A Lạc Thái. Khu bảo tồn nổi tiếng với hệ thống sinh thái tự nhiên tuyệt đẹp được tạo nên bởi các sông, hồ, những cánh rừng cùng với các đồng cỏ. Nổi bật trong đó chính là hồ Khanat, có nguồn gốc từ sông băng cùng tên ở trên núi A Lạc Thái. Khanat trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là tuyệt đẹp, phong phú và bí ẩn. Khu bảo tồn cũng là một địa điểm nghỉ dưỡng cuốn hút nhất ở vùng Bắc Tân Cương. Nhưng nhiều du khách đến đây còn vì lý do khác. Họ muốn tận mắt nhìn thấy những con quái vật bí ẩn ở hồ Khanat trong truyền thuyết. Nhiều du khách còn khẳng định chắc chắn rằng họ từng nhìn thấy nó, cũng giống như truyền thuyết về quái vật hồ Loch Ness của Scotland. Những câu chuyện xoay quanh các địa điểm du lịch thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Sự huyền bí ngày càng lôi cuốn nhiều du khách đến vùng này, mặc dù các nhà nghiên cứu khoa học đã công bố rằng con quái vật đó chỉ là một loài cá lớn thuộc họ cá hồi. Làng Hemu Hoa Mục cũng là một địa điểm hấp dẫn du khách bốn phương ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Làng Hoa Mục được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc. Tất cả những ngôi nhà tại Hoa Mục đều được làm bằng gỗ, xây theo kiến trúc đặc trưng của người Tuva. Ngôi làng nằm cạnh sông Hoa Mục với làn nước trong xanh và được bao phủ bởi rừng bạch dương bạt ngàn. Đó là lý do vì sao du khách thường gọi đây là ngôi làng cổ tích hoặc xứ sở thần tiên. Có một nơi hoang sơ hơn, vắng vẻ hơn nhưng cũng đẹp không kém ở vùng phía Bắc Tân Cương. Đó là đồng cỏ Kalajun, nơi được bao phủ bởi một màu xanh bất tận này là di sản thiên nhiên thế giới với diện tích hơn 2.800 km2. Đồng cỏ được ví như tấm lưng trần của thiếu nữ bởi nét đẹp mềm mại say đắm lòng người.
đây chính là điểm đến cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm cùng trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi và những đàn gia súc tung tăng gặm cỏ. Trái với sự nên thơ lãng mạn của Bắc Cương, Nam Cương sở hữu chủ yếu là các hoang mạc khô cằn hùng vĩ. Sa mạc Taklimakan là cái tên nổi bật được nhiều người nhắc đến. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và lớn thứ hai thế giới. Taklimakan bao phủ trên diện tích lên tới hàng trăm km vuông của lòng chảo Tarim với những cồn cát cao tới 300 mét. Tại rìa phía bắc và phía nam của sa mạc này là hai nhánh của con đường tơ lụa cổ xưa từng được những thương nhân tìm ra men theo vành đai Taklamakan và những ốc đảo để tránh các vùng đất khô cằn. Bên cạnh sa mạc Taklamakan chính là Hỏa Diệm Sơn khét tiếng trong truyền thuyết. Có lẽ nhiều người nghĩ đây là địa danh không có thực và chỉ mới thấy qua bộ phim Tây Du Ký mà thôi. Thế nhưng, Hỏa Diệm Sơn không chỉ có thực mà cái nóng như thiêu như đốt của địa điểm này cũng tương xứng với cái tên. Độ cao trung bình của Hỏa Diệm Sơn là 500m, một số đỉnh cao trên 800m. Khí hậu tại đây rất khắc nghiệt và mùa hè là nơi nóng nhất Trung Quốc, nhiệt độ thường xuyên đạt 50 độ C. Nhiệt độ bề mặt có lúc cao đến trên 70 độ C. Người dân địa phương gọi Hỏa Diệm Sơn là núi đỏ. Đây là một vùng sa thạch màu đỏ cằn cỗi và bị xói mòn. Các rãnh có hình thù độc đáo, đầy ấn tượng của Hỏa Diệm Sơn được tạo thành do sự xói mòn của nền đá sa thạch đỏ. Vào những thời điểm nhất định trong ngày, những đường rãnh màu đỏ này tạo cho dãy núi trông như là đang bùng cháy. Ngọn lửa của Hỏa Diệm Sơn bắt nguồn từ những đám cháy tự phát ở các mỏ than gần đây. Dưới tác động của khí hậu cực khô và nhiệt độ bề mặt quá cao, thời nhà Thanh, người ta đã phát hiện ra sự tồn tại của rất nhiều mỏ than ở Tân Cương và ngọn lửa đã cháy trong hơn 100 năm. Đến tận năm 1983, chính phủ Trung Quốc mới bắt đầu dập lửa. Sau 12 năm áp dụng nhiều biện pháp dựa trên nguyên lý cô lập oxy, Trung Quốc đã dập tắt được hơn 40 khu vực cháy. Hiện nay, Hỏa Diệm Sơn không còn nguồn ngụt lửa mà đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tân Cương. 3. Lịch sử hình thành Tân Cương. Tân Cương là một trong những thành phố lớn nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời và đa dạng. Nhiều vương quốc và bộ tộc khác nhau đã sinh sống tại Tân Cương từ thời cổ đại và được ghi chép trong các tư liệu lịch sử. Thế kỷ 3 trước công nguyên, trong thời kỳ chiến quốc, Tân Cương là một trong những trung tâm chính của vương quốc Triệu. Thế kỷ 1 sau công nguyên, trong thời kỳ của nhà Hán, Tân Cương được biết đến như một thị trấn quan trọng với nhiều đường phố, chợ đêm và những người buôn bán đông đảo. Đến thế kỷ thứ 10, trong thời kỳ nhà Thanh, Tân Cương được xây dựng thành một thành phố quan trọng với nhiều cung điện và đền đài. Vì vậy, nó trở thành một trung tâm văn hóa và chính trị quan trọng của đế chế Thanh. Thế kỷ 19, trong thời kỳ hiện đại, Tân Cương trở thành một trung tâm công nghiệp quan trọng của Trung Quốc với nhiều nhà máy sản xuất và các trung tâm kinh doanh lớn. Trong suốt thế kỷ 20, Tân Cương đã trải qua nhiều thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Thành phố đã trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục quan trọng của Trung Quốc. Với lịch sử phong phú và đa dạng như vậy, Tân Cương có nhiều di sản văn hóa và lịch sử đáng quý cùng với các điểm đến du lịch hấp dẫn. 4. Văn hóa con người. Ở Tân Cương, chúng ta có thể thấy một chút gì đó của Mông Cổ, với những thảo nguyên xanh dờn thấp thoáng những khu lều trại du mục của người bản địa, hay một Trung Á với những dấu tích thành cổ xưa kia, một chút châu Âu với những thảm màu lãng mạn và một chút Trung Đông với những thánh đường Hồi giáo uy nghiêm. Văn hóa Duy Ngô Nhĩ rất phong phú, đa dạng và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Trung Quốc trong các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc, vũ điệu, hội họa, kiến trúc và điêu khắc. Ở góc độ phong tục tập quán, từ xa xưa, Tân Cương nổi tiếng là vùng đất của ca múa. Những em bé sớm được học vũ đạo, truyền niềm đam mê nhảy múa. Không chỉ giúp tinh thần sảng khoái, bộ môn này còn giúp người múa duy trì sắc vóc săn chắc, nâng cao thể chất. Về con người nơi đây, đàn ông ở Tân Cương thường có chiều cao trung bình, vóc dáng thon gọn và tóc đen dày. Họ thường đeo kính để bảo vệ mắt và tránh tác động của ánh sáng mạnh. Đàn ông Tân Cương rất trọng văn hóa gia đình và đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn danh dự và lòng trung thành của gia đình. Tân Cương là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc với nhiều cơ hội việc làm cho đàn ông. Họ có thể làm việc trong các ngành công nghiệp sản xuất, thương mại, tài chính và dịch vụ, hoặc trở thành nhà quản lý, doanh nhân hoặc nhà lãnh đạo chính trị. Còn về phụ nữ,
Tân Cương thuộc khu vực giao thoa giữa châu Á và châu Âu, lại tập trung nhiều chủng tộc. Do đó, bộ gen của phụ nữ Tân Cương mang nhiều đặc điểm như mũi cao và da trắng của người châu Âu, mắt to, lông mi dài của người Ả Rập, đồng thời lại mang nét dịu dàng giống con gái Ấn Độ. Họ thường ưa chuộng trang phục truyền thống và tôn trọng văn hóa truyền thống. Phụ nữ Tân Cương rất yêu thích những hoạt động truyền thống như nhảy dối, hát dân ca và chơi các trò chơi dân gian. Tương tự đàn ông, phụ nữ Tân Cương rất trọng văn hóa gia đình và đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn danh dự cùng lòng trung thành của gia đình. Họ cũng rất yêu thích ẩm thực và tập quán ăn uống của họ rất đa dạng, phong phú. Năm, truyền thuyết về nước Lâu Lan Cổ. Theo sử ký Đại Uyển Liệt Truyện và Hán Thư Tây Vực Truyện ghi chép, Lâu Lan là một quốc gia cổ xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên ở vùng đông bắc sa mạc La Bố, Tân Cương. Phía đông giáp Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, phía tây bắc giáp An Kỳ và Úy Lê, Tân Cương, phía tây nam giáp với Nhược Khương và Thả Mạt, Tân Cương. Nằm trên tuyến đường tơ lụa, Lâu Lan nhanh chóng trở thành một quốc gia phồn thịnh nhờ những hoạt động mậu dịch. Tuy phát triển mạnh mẽ, Lâu Lan chỉ tồn tại vài trăm năm và biến mất một cách bí ẩn. Quốc gia cổ đại Lâu Lan không để lại bất kỳ tài liệu lịch sử nào, chỉ có thể nghiên cứu qua các ghi chép trong sách sử của các nước láng giềng. Thời điểm được phát hiện, cảnh vật trong thành vẫn nguyên vẹn, rất ít các di hài. Theo các ghi chép, trong 36 nước ở Tân Cương, thì kinh tế và văn hóa của Lâu Lan phát triển nhất. Lâu Lan có hơn 1,5 nghìn hộ gia đình với dân số hơn 14,1 nghìn người. Vào thời nhà Hán, Lâu Lan thỉnh thoảng trở thành tai mắt của Hung Nô, nhưng cũng có lúc quy thuận triều Hán, khéo léo duy trì quan hệ với cả hai bên. Ít lâu sau, nhà Hán và Hung Nô phát triển chiến sự tại khu vực Lâu Lan. Quốc vương Lâu Lan sau khi suy xét đã cử một vị hoàng tử đến triều Hán làm con tin và một vị hoàng tử khác đến Hung Nô. Sau nhiều binh biến chính trị và quân sự, cuối cùng Lâu Lan tách khỏi sự kiểm soát của Hung Nô, nhưng lúc này lại rơi vào vòng kiểm soát của nhà Hán. Người Hán đã giết chết quốc vương Lâu Lan lúc bấy giờ và chọn một vị vua bù nhìn khác thay thế. Nguyên nhân Lâu Lan biến mất đến hiện tại vẫn chưa có đáp án, vẫn là một bí ẩn của lịch sử. Trong nhiều năm qua, rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra. Người thì cho rằng Lâu Lan biến mất do chiến tranh. Sau thế kỷ thứ 5, vương quốc Lâu Lan bắt đầu suy yếu, bị các cường quốc phía Tây thâu tóm, Lâu Lan từ đó cũng lụi tàn và đi vào dĩ vãng. Cũng có người thì cho rằng Lâu Lan biến mất do hạn hán và thiếu nước sử dụng trong thời gian dài, vì thượng nguồn dòng sông bị chặn và chuyển hướng. Người dân Lâu Lan phải bỏ xứ, tìm đến nơi khác để sinh sống. Chính vì thế, cảnh vật vẫn còn nguyên nhưng không thấy bóng người. Đến hiện nay, Lâu Lan vẫn được xem là quốc gia đầu tiên ban hành luật bảo vệ môi trường. Một giả thuyết khác tin rằng sự biến mất của Lâu Lan có liên quan đến sự thay đổi của La Bố Bạc, một nhóm các hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Theo các nhà khoa học, chu kỳ thay đổi của La Bố Bạc là khoảng 1.500 năm. Hơn 3.000 năm trước, đã có một bộ lạc châu Âu sống tại khu vực Lâu Lan. Hơn 1.500 năm trước, Lâu Lan bước vào kỷ nguyên thịnh vượng. Có thể đây là một trong những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến sự biến mất của quốc gia cổ Lâu Lan. Lâu Lan biến mất cũng có thể do ảnh hưởng của việc mở rộng con đường tơ lụa ra phía Bắc. Sau khi mở rộng, con đường đi qua Lâu Lan đã bị bỏ hoang, Lâu Lan cũng dần mất đi những lợi ích xưa kia. Dịch bệnh cũng là một nguyên nhân được cho rằng đã xóa sổ vương quốc cổ đại này. Một trận dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 80-90% cư dân Lâu Lan trong thời gian ngắn. Những người còn sống đã rời khỏi Lâu Lan để bảo toàn tính mạng của bản thân. Giả thuyết cuối cùng cũng có vẻ giống như bộ phim khoa học. Giả thuyết này cho rằng Lâu Lan bị hủy diệt bởi một cuộc xâm lược sinh vật. Một loài côn trùng đã theo hai lưu vực sông tiến vào khu dân cư Lâu Lan, nơi chúng không có kẻ thù tự nhiên. Chúng cứ thế phát triển, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Vì họ không biết cách tiêu diệt loài côn trùng nên đã quyết định rời Lâu Lan. 6. Bí ẩn vùng cấm địa. Không chỉ có cảnh vật miền thờ hùng vĩ và những mỹ nam mỹ nữ vạn người mê, Tân Cương cũng hấp dẫn khách du lịch bởi những bí ẩn càng nghe càng không thể nào dứt ra được. Một trong số đó là câu chuyện về hồ Lop Nor,
hay còn có tên tiếng Hán là La Bố Bạc. Nằm ở phía đông nam Tân Cương, La Bố Bạc từng là hồ nước mặn lớn thứ hai Trung Quốc. Tuy nhiên, nó đã khô cạn hoàn toàn từ khoảng 1.500 năm trước, hòa mình vào sa mạc Gobi. Tương truyền, ở La Bố Bạc có cất giấu kho báu cổ của người Lâu Lan. Do đó, rất nhiều dân buôn đồ cổ, nhưng kẻ có lòng tham hay chỉ là những người đam mê khám phá, ưa tìm tòi đã đổ về đây. Nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Bởi vậy, La Bố Bạc từng được mệnh danh là biển chết. Khi nhắc đến Lốp Nơ, ngoài hình ảnh một đại mạc khô cằn, nhiều người còn nhớ đến một câu chuyện huyền bí được lưu truyền nhiều đời. Đó là Ngọc Bội Song Ngư. Ngọc Bội Song Ngư được đồn rằng có khả năng thần kỳ, đó là sao chép nhân đôi đồ vật. Sau nhiều cuộc điều tra, các nhà khoa học đã bác bỏ tin đồn này. Thế nhưng sự thật này được đánh đổi bằng cái chết của nhà khoa học Bành Gia Mộc. Vào tháng 3 năm 1958, Bành Gia Mộc đã đến Lốp Nơ. Khi đặt chân đến đây, Bành Gia Mộc đã bắt đầu tiến hành điều tra và nghiên cứu vùng ngoại vi của nó. Đồng thời, ông thu thập mẫu nước và các khoáng chất ở khu vực này. Các phụ lưu xung quanh Lốp Nơ được Bành Gia Mộc tiến hành quan sát hàm lượng kali trong các con sông bằng công nghệ sinh hóa. Ông đưa ra kết luận ban đầu rằng Lốp Nơ chính là một kho báu cần được tiếp tục khám phá. Năm 1979, Bành Gia Mộc quay lại Lốp Nơ một lần nữa. Nhưng lần trở lại này, Bành Gia Mộc đi cùng đoàn đến quay bộ phim Con đường tơ lụa. Ngoài tư cách là cố vấn của nhóm nhiếp ảnh, Bành Gia Mộc còn thực hiện một cuộc điều tra khác với Lốp Nơ. Năm 1980, Bành Gia Mộc đến Lốp Nơ để thực hiện cuộc khảo sát lần 3. Dẫn đầu đội thanh tra, sau 28 ngày, đội thám hiểm đã đến gần với tâm của Lốp Nơ. Trong lần đi tìm nguồn nước cho đoàn thám hiểm, Bành Gia Mộc bị lạc và không tìm được đường quay trở lại. Không một ai tìm thấy Bành Gia Mộc, ông biến mất một cách đầy khó hiểu như vậy. Tin đồn Bành Gia Mộc bỗng dưng mất tích ngày một lan xa. Nhiều người cho rằng Bành Gia Mộc đã phát hiện được bí mật nào đó dẫn đến sự mất tích của mình. Có một tin đồn khác là vì hồ muối Lốp Nơ có thể dịch chuyển nên Bành Gia Mộc đã lạc vào một thế giới song song. Và không ít tin đồn cho rằng Bành Gia Mộc mất tích là do người ngoài hành tinh. Sau khi xác định Bành Gia Mộc mất tích, máy bay cùng các phương tiện và hàng nghìn thành viên trong đội được điều động để tìm kiếm. Nhưng rồi, kết quả đều là thất vọng. Kể từ đó, sự biến mất của Bành Gia Mộc ngày càng trở nên bí ẩn hơn. Cho đến hiện nay, thi thể của Bành Gia Mộc vẫn chưa được tìm thấy. Đồng thời, không ai biết thi thể Bành Gia Mộc nằm ở đâu và điều gì xảy ra với ông vào thời điểm đó. Vào năm 1934, tại vùng đất chết La Bố Bạc, người ta phát hiện ra một khu mộ thần bí giữa vùng hoang mạc không người sinh sống. 66 năm sau đó, không ai còn nhìn thấy nó nữa. Cho đến năm 2001, thông qua Google Earth, người ta đã tìm ra vị trí của nó. Và công việc khai quật nghiên cứu chỉ bắt đầu được tiến hành vào năm 2005. Khu mộ cách vùng hạ du sông Khổng Tước chừng 60 km về phía nam, được các nhà khoa học đặt tên là khu mộ Tiểu Hà. Theo đó, một nhóm các nhà thám hiểm đã quyết định tới để nghiên cứu và vô tình tìm thấy 300 xác ướp bí ẩn. Ban đầu, các nhà thám hiểm vốn tìm được hơn 1.000 xác ướp, nhưng do tác động của gió và cát, nhiều cái xác đã bị hủy hoại. Các chuyên gia khảo cổ đã xác định được các xác ướp này có niên đại từ thế kỷ 15 trước công nguyên. Vào thời điểm đó là triều đại của nhà Hạ. Theo ghi chép trong Sơn Hải Kinh, cuốn sách có tổng hợp về địa lý thần thoại của Trung Quốc, nhà Hạ lúc đó chưa phải là một triều đình cai trị đúng nghĩa, mà là một liên minh của nhiều bộ lạc cổ đại của người Hoa Hạ cai trị khu vực xứ này dưới hình thức tù trưởng. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng, nhiều khả năng người dân cổ đại thời đó đã tiến hành một số hoạt động cúng tế nên đã tập trung rất nhiều xác chết tại khu vực này. Điều này cũng được chứng thực trong cuốn Sơn Hải Kinh đã ghi lại rằng, do tình hình cai trị phức tạp, nhà Hạ lúc đó liên tục mở rộng lãnh thổ và thường xuyên nổ ra chiến tranh. Vì vậy, những xác ướp này rất có thể là những người chết trong những cuộc chiến tranh đó. Cũng tại khu mộ Tiểu Hà, vào năm 2010, một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Cát Lâm đã cho công bố một kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng xác ướp trong ngôi mộ này là hỗn huyết. Họ vừa có đặc trưng di truyền của cả người châu Âu lẫn Siberia. Từ đó, các nhà khoa học phán đoán rất có thể người châu Âu và người Siberia đã từng đến Tarim định cư, đồng thời tiến hành những cuộc kết hôn giữa hai cộng đồng.
Điều kỳ lạ nhất đối với các nhà khoa học là trong khí hậu khô cằn như Lobner, thi thể người chết vẫn được bảo tồn nguyên vẹn suốt gần 4.000 năm qua. Khai quật 5 tầng của một ngôi mộ, các nhà khoa học phát hiện ra gần 200 cây gậy, mỗi cây dài khoảng 4 mét, được sơn đỏ hoặc đen, dựng cạnh các quan tài hình thuyền giống như là những mái chèo. Các nhà khoa học phát hiện ra trong quan tài của người phụ nữ, những cây gậy dựng cạnh các quan tài rất có thể tượng trưng cho sinh thực khí đàn ông. Trong khi đó, ở quan tài của người đàn ông, người ta phát hiện ra rất nhiều các mái chèo đã được đẽo rất nhọn. Các nhà khoa học dự đoán rằng đây có thể là vật đối ứng với những mái chèo được phát hiện ở quan tài người nữ, biểu trưng cho sinh thực khí nữ giới. Khắp cả ngôi mộ xuất hiện rất nhiều những vật tượng trưng cho sinh thực khí. Điều này phản ánh thái độ trọng thị của xã hội thời đó đối với việc duy trì nòi giống. Tiến sĩ Victor Mayer, Đại học bang Pennsylvania, Mỹ nhận xét, trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt như ở nơi này, tỷ lệ tử vong của trẻ em chắc chắn rất cao. Vì vậy, những người ở đây coi trọng việc duy trì nòi giống là chuyện đương nhiên, nếu như những thứ đó sau này có thể góp phần tạo nên sự lớn mạnh của cả cộng đồng, thì những người phụ nữ đã nuôi dưỡng những đứa trẻ nên xứng đáng được xã hội tôn trọng. Là bố bạc thách thức mọi nhà thám hiểm bởi sự tiêu điều, u ám và khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Nhiệt độ ở đây trên 40 độ C vào mùa hè và âm dưới 20 độ C vào mùa đông. Lượng mưa hàng năm ít ỏi đến đáng thương vào khoảng 20mm. Đặc biệt, ở đây luôn có gió mạnh. Hơn 2 tháng trong năm sẽ có gió giật cấp 8, gió mạnh cuốn cát đá bay tứ phía, khiến người ta không còn nhìn rõ bầu trời, chứ đừng nói là đến con người. Ngay cả lạc đà, loài động vật có sức chịu đựng cực tốt cũng phải chịu thua, chùn bước trước những thử thách tại La Bố Bạc. La Bố Bạc không sinh ra đất cằn cỗi như những gì chúng ta nhìn thấy hiện nay. Trước đây, La Bố Bạc từng là một nơi trù phú và giàu đẹp. Nhưng đến năm 1970, hồ đã hoàn toàn biến mất, trở thành sa mạc như bây giờ. Sau này, nhiều đoàn thám hiểm đã mang theo các thiết bị tân tiến bước vào La Bố Bạc khám phá. Thế nhưng lãnh địa tử thần vẫn là nơi vào dễ ra khó. Rất nhiều nhà khoa học đã bỏ mạng tại đây. Thay vì thấy kho báu, bảo vật, người ta chỉ thấy xương người mà thôi. Khoảng 2.000 năm trước, La Bố Bạc từng là hồ nước mặn lớn thứ hai trên thế giới. Thời ấy, La Bố Bạc đích thực là một nơi vượng khí, thích hợp cho con người sinh sống. Người Lâu Lan cổ đại đã sống tại đây do khí hậu biến đổi cùng với nhiều lý do khác, đất nước cổ đại từng trù phú ấy đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Lâu Lan không còn, La Bố Bạc cũng dần trôi vào quên lãng. Nhưng nhiều năm trở lại đây, vùng đất được mệnh danh là tai của trái đất lại có nhiều thay đổi đáng kể. Lịch sử của La Bố Bạc luôn gắn chặt với quốc gia cổ đại Lâu Lan. Theo truyền thuyết, khi Trương Khiên đi sứ sang Tây Vực, nhìn thấy quanh La Bố Bạc có chăn thả gia súc, có người đi bè trên hồ và đánh cá. Theo các ghi chép cổ, nước của sông Tarim, sông Khổng Tước cùng các sông khác chảy vào La Bố Bạc, diện tích chỉ đứng sau hồ Thanh Hải. Đến sau thế kỷ 3 sau công nguyên, lượng nước giảm dần do sông đổi hướng chảy cùng với việc người Lâu Lan khai thác quá mức phá hủy hệ sinh thái của Lobner. Đến thế kỷ 6 sau công nguyên, La Bố Bạc gần như khô cạn. Với sự biến mất của nó, đất nước Lâu Lan cổ đại cũng bị chôn vùi dưới lớp cát vàng. La Bố Bạc năm ấy khô hạn, nhưng nước không hoàn toàn bốc hơi vào không khí mà một phần thấm vào lòng đất, tích trữ ở tầng sâu. Chỉ đợi đến khi có cơ hội tích hợp thì sẽ hồi sinh lại. Sự gia tăng lượng mưa trong đất liền đang dần mang lại những dấu hiệu hồi sinh tích cực cho vùng hoang mạc này. Sự xuất hiện trở lại của nước ít ỏi, nhưng đó là dấu hiệu tích cực. Nước ở La Bố Bạc không uống được, ngoài việc chứa nhiều thành phần độc hại thì nồng độ mặn hơn nước biển. Nước ở đây chứa các ion kim loại như natri, kali và magie. Chúng có thể được tinh chế để thu về kali chlorua, kali sunfat. Tất cả đều là phân bón kali tốt. Một nơi vừa có cảnh đẹp, vừa có mỹ nhân, lại vừa ẩn chứa nhiều câu chuyện bí ẩn ly kỳ như Tân Cương, chắc chắn sẽ là một điểm đến hấp dẫn với bất kỳ khách du lịch nào. Dù là yêu cái đẹp hay ưa thích trải nghiệm khám phá, thì Tân Cương cũng sẽ không khiến bạn phải thất vọng.